Sở Y tế Đắk Lắk gửi văn bản khẩn yêu cầu tạm dừng hoạt động nha khoa Khánh Kiều. Ngày 29 tháng 6, ông Lê Văn Thành, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Y dược Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nắm thông tin đăng tải trên báo Người Lao Động Online về vụ việc chủ phòng khám nha khoa Khánh Kiều huyện Eak đánh khách hàng, Sở đã có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân huyện Eak theo Sở Y tế Đắk Lắk. Nhằm đảm bảo quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y dược, Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Eak khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên môn đối với cơ sở nha khoa Khánh Kiều, xử lý vi phạm hành nghề nếu có, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Eak tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn, theo quy chế phối hợp đã ký kết. Sở Y tế Đắk Lắk cũng giao thanh tra sở phối hợp với Phòng Y tế huyện Eak và các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động cơ sở khám chữa bệnh nha khoa Khánh Kiều, xử lý hoặc tham mưu xử lý vi phạm nếu có. Theo ông Lê Văn Thanh, kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế Đắk Lắk cho thấy, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của nha khoa Khánh Kiều là bác sĩ Nguyễn Kiều Nhi. Cơ sở này được cấp phép hoạt động từ tháng 6 năm 2013 tại số 140 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Eak, huyện Eak. Còn theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ông đã làm việc với nha khoa Khánh Kiều. Tại thời điểm làm việc, cơ sở này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì. Do đó, Sở yêu cầu tạm thời dừng hoạt động vào ngày 2 tháng 7 tới đây, mang toàn bộ hồ sơ lên làm việc. Như báo Người Lao Động Online đã phản ánh do bị té nứt răng, tháng 7 năm 2020, chị Đoàn Thị Giang ra phòng khám nha khoa Khánh Kiều điều trị. Bác sĩ Nhi đã thay cho chị 4 chiếc răng với giá 12 triệu 800 ngàn đồng, thời gian bảo hành là 7 năm. Sau gần 1 năm thay răng, chị Giang vẫn bị đau, bị viêm nướu, viêm lợi, 4 chiếc răng thay bị thâm. Sau nhiều lần hẹn, sáng ngày 25 tháng 6 năm 2021, chị Giang ra phòng khám để xử lý răng. Chị Giang cho rằng bị chủ phòng khám bắt chờ không lý do và bị chửi nên chị chửi lại, thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó bà Nhi tay cầm điện thoại tán một phát vào mặt chị Giang, làm má đỏ bầm, có vết hằn. Khi chồng chị Giang tới để giải quyết thì hai bên tiếp tục mâu thuẫn gay gắt. Đoạn clip cho thấy chồng của chị Giang bức xúc, chửi và bà Nhi cũng tỏ thái độ thiếu thiện chí, có lời nói xúc phạm. Trong khi gọi video với một người đàn ông, bà Nhi còn ghi điện thoại sát mặt chồng chị Giang tỏ ý thách thức. Chưa dừng lại, sau khi bà Nhi làm việc với cơ quan công an ra về, thì có nhiều người bức xúc ra chặn xe, trong đó một người thân của chị Giang cũng dừng xe máy chặn lại. Trong lúc chồng chị Giang đang giải vây cho ô tô chở bà Nhi thì chiếc xe này tông vào một xe máy. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật diễn biến mới nhất về vụ việc.